Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với phiên trình bày của chúng tôi ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Trung Hiếu, trưởng phòng kiến trúc giải pháp của AWS ở Việt Nam. Cùng đồng hành với tôi trong phiên trình bày này, xin được trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Nguyệt Nga, giám đốc khoa học dữ liệu của công ty TNEX. Trong phiên trình bày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn hành trình của TNEX trong quá trình chuyển đổi và tận dụng sức mạnh phân tích dữ liệu để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu hành trình này của TNEX nhé. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về nội dung phiên trình bày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu nhanh về sự phát triển và một số ngân hàng số trên nền tảng điện toán đám mây của AWS. Sau đó, chị Nga sẽ chia sẻ với các bạn về hành trình của TNEX. Ngày nay, ngành ngân hàng đang trải qua giai đoạn đột phá kỹ thuật số lớn với việc gửi tiền trực tuyến, ứng dụng di động và thanh toán hóa đơn điện tử về cơ bản đã trở thành tiêu chuẩn. Ngân hàng số nổi lên với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về những cách hiệu quả hơn để truy cập dịch vụ ngân hàng và hoàn thành các giao dịch tài chính mà không cần đến chi nhánh. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn AWS là nền tảng để nhanh chóng xây dựng nền tảng ngân hàng số của mình, phục vụ cho hàng triệu khách hàng, đồng thời vẫn đảm bảo thúc đẩy và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ. Ví dụ như, ngân hàng WeLab đã triển khai POC giải pháp ngân hàng số Temenos Transact trên AWS chỉ trong 6 tháng. Ngân hàng này đã chạy 95% khối lượng công việc của mình trên AWS và hợp tác chặt chẽ với AWS để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ đối với ngân hàng số. Ngân hàng Thambank đã chuyển 85% cơ sở hạ tầng của mình sang AWS và chạy các dịch vụ thanh toán quan trọng của mình với một kiến trúc bộ chứa trên nền tảng dịch vụ Amazon ECS và Amazon EKS. Ngân hàng khởi nghiệp Nubank có trụ sở tại Brazil đã nhanh chóng mở rộng các dịch vụ của mình với AWS để quản lý hơn 23 triệu khách hàng, cung cấp thẻ tín dụng và tài khoản số trong khu vực châu Mỹ Latin. Ngân hàng Tandem đã chuyển 500.000 tài khoản khách hàng từ các máy chủ hiện có của mình sang AWS chỉ trong một ngày cuối tuần. Ngân hàng Monzo đã xây dựng một ngân hàng trên thiết bị di động dựa trên nền tảng đám mây AWS hoàn toàn, bao gồm các hệ thống ngân hàng lõi. Còn rất nhiều các ví dụ khác nữa, nhưng tôi xin phép chỉ chia sẻ nhanh một số ví dụ như vậy. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Nguyệt Nga, là giám đốc về khoa học dữ liệu của TNEX, sẽ tiếp tục phần trình bày để giới thiệu với các bạn về hành trình của TNEX. Trân trọng kính mời chị. Cảm ơn Hiếu về lời giới thiệu, cũng như cho Nga cơ hội chia sẻ tới các quý vị về hành trình phân tích dữ liệu tại TNEX. Nga sẽ bắt đầu câu chuyện bằng việc giới thiệu nhanh về công ty cũng như là sản phẩm của TNEX. TNEX là nền tảng ngân hàng thuần số đầu tiên tại Việt Nam, chính thức ra mắt từ tháng 12 năm 2020. Chỉ hơn một năm kể từ khi ra mắt, TNEX đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có thể kể đến những giải thưởng uy tín do 5 tổ chức quốc tế trao tặng. Với mong muốn mang dịch vụ tài chính gần hơn tới 38 triệu người dùng trẻ và 4 triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Việt Nam, sứ mệnh của TNEX là cung cấp giải pháp tài chính tin cậy, thuận ích sống tốt hơn cho khách hàng thông qua những tính năng và dịch vụ vượt trội. Điều khiến TNEX khác biệt và cuốn hút với khách hàng trẻ chính là hệ sinh thái tích hợp các dịch vụ phục vụ toàn diện đời sống hàng ngày của khách hàng. Không chỉ được tận hưởng các dịch vụ ngân hàng thường nhật miễn phí như chuyển khoản, nạp tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán bằng mã QR, cuộc sống của khách hàng còn được nâng cao, hoàn thiện hơn với những tính năng đa dạng và thiết thực như quản lý tài chính cá nhân, theo dõi chăm sóc sức khỏe, cả về thể chất và tinh thần, kết nối bạn bè và giao dịch thương mại, tất cả được tích hợp trên ứng dụng của TNEX. Nền tảng TNEX còn giúp các tiểu thương, các hộ kinh doanh nhỏ phát triển, giảm chi phí, tăng doanh số và chuyển đổi hình thức kinh doanh, nhanh chóng hòa nhập với thế giới số bằng cách cho họ tạo được trang web của riêng mình chỉ sau vài cú nhấp chuột. Sử dụng các công cụ theo dõi doanh số bán và lượng hàng tồn kho hay tạo các chiến dịch quảng cáo tiếp thị linh hoạt ngay trên ứng dụng TNEX Merchant. Điều đáng nói ở đây là khách hàng có thể tiếp cận TNEX trên điện thoại thông minh của mình từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào, bởi toàn bộ hành trình của khách hàng đăng ký, sử dụng và hỗ trợ dịch vụ của TNEX đều được thực hiện trực tuyến và hoàn toàn miễn phí. Để phát triển bền vững và thành công lâu dài, trải nghiệm khách hàng và khoa học dữ liệu được coi như trái tim và huyết mạch trong mọi hoạt động vận hành của TNEX. Các kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về nhu cầu và hành vi khách hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các khâu, từ lên ý tưởng phát triển sản phẩm đến thiết kế giao diện ứng dụng. Hệ sinh thái toàn diện của TNEX chính là không gian giúp chúng tôi có được hiểu biết đa chiều để cá nhân hóa các sản phẩm dịch vụ, cũng như có khả năng mang lại trải nghiệm tốt nhất đến với từng khách hàng. Cá nhân hóa giúp TNEX không còn là một ứng dụng thông thường, mà sẽ như một người bạn thấu hiểu và có thể sẻ chia đồng hành khách hàng trong các cái hoạt động thường ngày. TNEX có thể gợi ý các sản phẩm dịch vụ phù hợp với mong muốn của khách hàng, cũng có thể đưa ra tư vấn, hỗ trợ khi khách hàng gặp khó khăn về quản lý tài chính cá nhân, hay đơn giản là gửi một lời động viên khích lệ tới khách hàng khi anh cảm thấy buồn hay mệt mỏi. Điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện cá nhân hóa sản phẩm là có một nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại cho phép tổ chức xử lý nguồn dữ liệu lớn một cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, chính xác và tập trung. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn AWS ngay từ giai đoạn đầu phát triển ứng dụng. AWS là đơn vị uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong triển khai các dịch vụ điện toán đám mây, phù hợp với nhu cầu cũng như mô hình hoạt động kinh doanh của TNEX. Các dịch vụ công nghệ của AWS được phối kết hợp nhịp nhàng, bổ sung hỗ trợ cùng với nền tảng của TNEX, giúp cho việc tập hợp dữ liệu và xử lý lưu trữ dữ liệu thuận lợi và liền mạch. Trong khi Amazon S3 được sử dụng làm giải pháp hồ dữ liệu, thì Amazon MSK và Amazon Kinesis Data Firehose giúp chuyển những khối dữ liệu khổng lồ và hộ dữ liệu liên tục theo thời gian thực. Các dịch vụ Amazon EC2, Amazon ECS và AWS Lambda được sử dụng để xử lý dữ liệu một cách linh hoạt, giúp tối ưu hiệu năng và chi phí. Dữ liệu được khai thác và trình bày thông qua khá nhiều công cụ. Tiêu biểu như hệ thống cơ sở dữ liệu vận hành sử dụng dịch vụ Amazon RDS cho phép chúng tôi đưa ra những báo cáo vận hành gần thời gian thực. Hệ thống Enterprise Data Warehouse sử dụng dữ liệu Amazon Redshift cho phép tổ chức dữ liệu dạng bảng biểu và đem lại hiệu năng bền vững cho các hệ thống báo cáo và phân tích tập trung. Hệ thống dữ liệu hồ sơ Amazon DocumentDB cho phép chúng tôi lưu trữ nhanh chóng các hồ sơ xuyên suốt trong quá trình làm việc cùng các khách hàng. Nền tảng dữ liệu khách hàng CDP sử dụng dịch vụ Amazon OpenSearch. Tiền thân là Amazon ElasticSearch cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin đa dạng về từng khách hàng, giúp cá nhân hóa kịp thời và hiệu quả. Hệ thống báo cáo Amazon QuickSight với đa dạng tính năng hiển thị và tổng hợp giúp các kết quả phân tích được trình bày dễ hiểu và xoáy trúng trọng tâm, phù hợp với việc theo dõi và ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác. Để cá nhân hóa, không thể thiếu sự tham gia của các mô hình học máy, machine learning và các dịch vụ máy học cũng hoàn toàn sẵn có ở AWS. Amazon SageMaker giúp nghiên cứu và triển khai các mô hình khuyến nghị và mô hình rủi ro một cách nhanh chóng và hiệu quả. Amazon Textract giúp nhận diện văn bản một cách dễ dàng. Amazon Rekognition nhận diện khuôn mặt, ứng dụng hiệu quả trong khâu kiểm soát thông tin định danh khách hàng của TNEX. Không thể phủ nhận nền tảng công nghệ hiện đại và sản phẩm dịch vụ vượt trội là những yếu tố quan trọng giúp tạo nên dấu ấn và sự khác biệt của doanh nghiệp. Nhưng chúng tôi vẫn tin rằng yếu tố quyết định thành công bền vững lại đến từ văn hóa và con người. Ngoài thái độ cởi mở với công nghệ mới, cách làm việc mới, khuyến khích sự sáng tạo và luôn hướng tới khách hàng, thì văn hóa hướng dữ liệu cũng được TNEX nhấn mạnh trọng tâm. Đây là điều mà chúng tôi đặc biệt tự hào. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng sự phát triển của văn hóa hướng dữ liệu không chỉ phụ thuộc vào một bộ phận hay một số cá nhân, mà phải từ sự nỗ lực của toàn bộ tổ chức. Dữ liệu là tài sản quý giá của cả công ty, cần được bảo vệ, tổ chức, quản lý và khai thác tối ưu. Hiểu sâu sắc giá trị của dữ liệu, chúng tôi luôn tạo điều kiện và khuyến khích tất cả nhân viên sử dụng dữ liệu để nâng cao hiệu quả công việc hàng ngày của họ. Dữ liệu không chỉ được khai thác và tích hợp để phục vụ xây dựng chiến lược hay thiết kế sản phẩm, mà còn được cập nhật liên tục và thể hiện dưới dạng thông tin phân tích dễ hiểu, hỗ trợ, theo dõi hiệu suất sản phẩm và vận hành kinh doanh hàng ngày. Sức mạnh của dữ liệu được phát huy mạnh mẽ nhờ cơ sở hạ tầng của AWS, cho phép đơn vị kinh doanh có khả năng thu thập dữ liệu một cách tiện lợi, chính xác và theo thời gian thực. Một ví dụ của việc tích hợp dữ liệu vào quy trình phát triển sản phẩm, đó là khi chúng tôi xây dựng tính năng định danh khách hàng điện tử EKYC. Ngay từ những bước đầu của quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi xác định rõ các trường dữ liệu cần thu thập, các phép đo cần theo dõi để xác định nguyên nhân lỗi như tính tương thích của thiết bị sử dụng, do lỗi hệ thống, do thời gian truy cập hay do thao tác của khách hàng. Đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bước trong quy trình như bước nhận diện văn bản, nhận diện khuôn mặt hay các mô hình xử lý phía sau. Nhận diện các dấu hiệu rủi ro, từ đó đưa ra các thông tin kịp thời, đáng tin cậy, hỗ trợ tích cực cho việc hiệu chỉnh, cải thiện luồng xử lý. Nhờ có dữ liệu và các phân tích đa chiều, đội thiết kế và phát triển có thể ngay lập tức sửa lỗi hay chuyển hướng giải quyết vấn đề dựa trên các tư vấn từ kết quả của dữ liệu đã được đưa ra, hạn chế các nhận định cảm tính. Thu thập dữ liệu có chủ đích giúp chúng tôi tập trung vào mục tiêu, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nguồn lực và giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai sản phẩm. Đóng vai trò là dòng huyết mạch của cả tổ chức, dữ liệu mang nhiệm vụ định hướng cho hoạt động kinh doanh của các bộ phận phòng ban. Nếu marketing cần có thông tin về số lượng khách hàng, thu hút được theo mỗi kênh truyền thông trong các chương trình thu hút khách hàng, chân dung khách hàng và mức độ tương tác của họ trên ứng dụng, thì vận hành lại cần dữ liệu về số lượng khách hàng onboard để tính được khối lượng công việc và nguồn lực cần thiết để phục vụ khách hàng, hay thông tin về chất lượng dịch vụ khách hàng có ảnh hưởng lên trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Còn với phát triển sản phẩm, dữ liệu lại liên quan đến các chỉ số như mức độ quan tâm, tương tác của từng phân khúc khách hàng đối với tính năng sản phẩm, từ đó xác định được mức độ ưu tiên trong cải tiến, phát triển các tính năng để phù hợp với các chiến lược thu hút hay gắn kết khách hàng ở mỗi giai đoạn phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Dữ liệu còn đóng vai trò tối quan trọng trong quản lý rủi ro, phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn để có thể có các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin và tài chính cho cả khách hàng và TNEX. Khi dữ liệu được cập nhật và sử dụng thường xuyên không chỉ bởi các lãnh đạo cấp cao cho các mục đích quản trị và chiến lược, mà còn bởi từng nhân viên và kết nối giữa các bộ phận trong công việc thường ngày, thì nó đã trở thành dữ liệu sống, mang lại giá trị thực, được công nhận và trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là những điều mà chúng tôi bước đầu thực hiện được tại TNEX. Ở một mô hình kinh doanh nơi mà dữ liệu đóng vai trò cốt yếu, thì văn hóa hướng dữ liệu chính là để lan tỏa những hiểu biết về giá trị của dữ liệu, đưa việc sử dụng dữ liệu vào các hoạt động công việc hàng ngày, biến việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trở thành một thói quen và khơi gợi nhận thức về vai trò và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu ở cấp độ từng cá nhân cũng như của toàn bộ tổ chức. Phòng khoa học dữ liệu chính là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa dữ liệu và là nơi cung cấp thông tin chính thống và duy nhất, The Single Source of Truth của TNEX. Toàn bộ quy trình xây dựng, quản trị và khai thác dữ liệu, bao gồm lên khung chính sách quản trị dữ liệu, lên thiết kế kiến trúc dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, phát triển các báo cáo quản trị và thực hiện các bài toán phân tích chuyên sâu đều được thực hiện tập trung ở phòng. Nhiệm vụ của phòng là cung cấp tư vấn về tiềm năng của dữ liệu, chia sẻ những kiến thức, thông tin, phân tích có giá trị, thực thi các giải pháp dữ liệu hiệu quả và có tác động cao để cải thiện và chuyển đổi hoạt động kinh doanh của TNEX. Với hơn một năm vận hành kinh doanh trên thị trường, có thể nói thiết kế sản phẩm dịch vụ, tạo dựng nền tảng công nghệ, vun đắp văn hóa và đào tạo con người là những bước đi đầu tiên tạo tiền đề cho chúng tôi phát triển và gặt hái thành công trên hành trình đầy thú vị ở phía trước. Xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nga đã chia sẻ với chúng tôi về hành trình của TNEX trong việc áp dụng khoa học dữ liệu trên nền tảng của AWS. Khoa học dữ liệu là ngành nghiên cứu dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa cho doanh nghiệp. Nó hỏi và trả lời những câu hỏi như điều gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và điều gì sẽ xảy ra. Các doanh nghiệp ngập trong dữ liệu từ các hệ thống trực tuyến, các thiết bị IoT, các ứng dụng, văn bản, âm thanh, video, hình ảnh và mọi khía cạnh khác của cuộc sống con người. Thật không may, dữ liệu thô không có giá trị trừ khi các nhà khoa học dữ liệu có thể chuyển đổi dữ liệu thô thành các đề xuất có ý nghĩa. Các nhà khoa học dữ liệu có thể khám phá và giải quyết các vấn đề mà các doanh nghiệp thậm chí không biết có tồn tại. Các tổ chức có thể sử dụng các đề xuất này để làm cho khách hàng hài lòng hơn, tối ưu hóa chuỗi cung ứng hoặc tung ra các sản phẩm mới. Học máy không chỉ có thể phân tích dữ liệu có cấu trúc mà còn khám phá các mẫu dữ liệu phi cấu trúc và ở cấp độ cơ bản lấy cảm hứng từ quá trình học tập của bộ não của con người. Giống như con người có thể xem video và hình ảnh, đọc văn bản, nghe âm thanh, hiểu nội dung, lấy thông tin và sau đó hành động trên thông tin đó. Tương tự, học máy có thể trích xuất thông tin từ dữ liệu phi cấu trúc và hành động trên nó. Kết quả là học máy có thể giải quyết tất cả các loại vấn đề mà trước đây không thể thực hiện được. Để giải quyết các vấn đề đó, vấn đề cốt lõi là xây dựng được các mô hình học máy hiệu quả. Amazon SageMaker cung cấp một loạt các khả năng học máy để giúp các nhà khoa học dữ liệu xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy hiệu quả hơn gấp 10 lần. Bạn có thể xây dựng các mô hình học máy trên quy mô lớn và chuẩn bị sẵn sàng cho việc đào tạo với mọi thứ bạn cần để đánh nhãn dữ liệu đào tạo, truy cập và chia sẻ các notebook cũng như sử dụng các thuật toán và các framework tích hợp sẵn. Đào tạo mô hình học máy với mọi thứ bạn cần để đào tạo, điều chỉnh và gỡ lỗi mô hình để đạt được độ chính xác tối đa. Triển khai các mô hình học máy trong sản xuất trên cơ sở hạ tầng được quản lý hoàn chỉnh với sự giám sát liên tục để duy trì chất lượng cao. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã tham dự trong phiên trao đổi ngày hôm nay. Để có thêm sự tự tin và trải nghiệm thực tế với AWS, bạn có thể truy cập vào khóa học đào tạo kỹ thuật số do các chuyên gia AWS xây dựng, tham dự các lớp do giảng viên AWS có trình độ hướng dẫn và tìm hiểu cách thiết kế, triển khai và vận hành các ứng dụng có tính sẵn sàng cao, tiết kiệm chi phí và an toàn trên AWS. Kiểm tra các kiến thức chuyên môn kỹ thuật của bạn với AWS và làm các bài thực hành để giúp bạn chuẩn bị thi chứng chỉ của AWS nhé. Chúng tôi thực sự rất trân trọng phản hồi của các bạn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về các chủ đề và dịch vụ mà các bạn muốn biết thêm. Vì vậy, vui lòng dành thời gian để điền vào bản khảo sát của chúng tôi và cho chúng tôi biết suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn lần sau.